Thưa quý vị và các bạn, theo các số liệu thống kê thì năm 2022, người dân Việt Nam đã mua trên nửa triệu ô tô mới. Và trong bối cảnh đất chật người đông và môi trường bị ảnh hưởng bởi xe cộ, thì nhiều chuyên gia cũng nhận định những chiếc xe điện mini, một phân khúc mới trong thị trường Việt Nam, có thể sẽ là giải pháp cho những vấn đề của giao thông đô thị. Ùn tắc, khói bụi, ô nhiễm môi trường, thiếu không gian tĩnh dành cho bãi đỗ xe từ lâu là vấn đề nhức nhối tại không ít đô thị lớn trên thế giới. Để giải quyết vấn đề này, nhiều thành phố đang nghiên cứu, thử nghiệm các phương án giúp giao thông đô thị trở nên xanh, sạch hơn. Cụ thể, Barcelona của Tây Ban Nha phát triển các tuyến đường dành riêng cho xe đạp, cấm ô tô lưu thông. London, Anh hình thành những khu vực phát thải thấp, thu phí xe chạy động cơ xăng hay diesel. New York, Mỹ cấm bán xe xăng từ năm 2035. Theo báo cáo của công ty nghiên cứu thị trường IDTEDx, hầu hết các chuyến đi bằng ô tô trong thành phố là những di chuyển ngắn, chỉ chở một người, trong khi phần lớn năng lượng bị lãng phí bởi trọng lượng riêng của xe. Bên cạnh đó, xe quá khổ cũng là nguyên nhân chính gây tắc nghẽn đô thị, ô nhiễm khí thải, chiếm không gian công cộng quý giá, đồng thời thúc đẩy khai thác quá mức vật liệu sản xuất ô tô. Để giải quyết vấn đề này, một giải pháp được khá nhiều thị trường đông dân trên thế giới áp dụng là ô tô điện cỡ nhỏ. IDTEDx cũng đưa ra dự báo, trong vòng 2 thập kỷ tới, tức năm 2043, thị trường xe điện cỡ nhỏ có thể đạt giá trị khoảng 180 tỷ đô la Mỹ. Có hai đặc điểm chúng ta thấy ngay ở các mẫu xe điện siêu nhỏ. Thứ nhất là lợi thế về kích thước và thứ hai là lợi thế về môi trường. Thì với những đô thị lớn hiện nay trên thế giới, cái vấn đề phương tiện mật độ lưu thông dày đặc gây ra tắc nghẽn là chuyện rất phổ biến. Thứ hai nữa là khí thải từ các phương tiện sử dụng động cơ đốt trong truyền thống. Và với những cái mẫu xe mini chạy điện thì hứa hẹn là sẽ giải quyết được cả hai cái yếu tố này. Nó cũng tạo những cái ưu thế từ thứ nhất là nhỏ gọn, dễ sử dụng, phù hợp với mọi đối tượng thay vì phải đòi hỏi những kỹ năng lái ô tô nhất định. Thứ hai là giá rẻ. Thứ ba là chi phí vận hành cũng không cao. Thứ tư là có khả năng sạc linh hoạt ở các ổ điện gia dụng. Đây là một khác biệt rất lớn so với ô tô điện từ trước đến nay. Nhu cầu với những chiếc ô tô cỡ nhỏ đã xuất hiện từ lâu và thu hút đông đảo lượng khách hàng sử dụng. Như những mẫu xe Kei tới từ Nhật Bản, chiếm tới 1/3 tổng số lượng xe bán ra tại đây. Theo thời gian, những mẫu xe mini cũng không nằm ngoài làn sóng điện hóa khi những mẫu ô tô mini chạy điện bắt đầu ra đời. Một vài cái tên có thể kể đến là Citroën Mi-Ami Buggy, đây là mẫu xe đã cháy hàng sau 10 giờ mở bán. Hay như mẫu xe Wuling Hồng Quang Mini EV, là mẫu xe bán chạy nhất thế giới trong 3 năm 2020, 2021 và 2022. Mẫu xe này vừa được ra mắt tại Việt Nam, mở ra một phân khúc ô tô hoàn toàn mới. Mình nghĩ tệp khách hàng thì sẽ là giới trẻ, với những người mà sẵn sàng tiếp nhận những cái mới, những người mà sẵn sàng thử. Và mình nghĩ với một cái lựa chọn nhiều cái màu sắc như thế này thì có thể các bạn sinh viên mà có điều kiện một chút thì các bạn ấy thay vì việc mua những chiếc xe ga cao cấp khoảng 100 triệu thì các bạn ấy có thể bỏ thêm tiền gấp đôi chẳng hạn để mua một chiếc ô tô kiểu này. Dù sao thì nó cũng tránh mưa, tránh nắng và an toàn hơn. Mình nghĩ cái mẫu xe điện mini này hướng tới trước hết sẽ là tệp khách hàng như mình đây. Một trong những người trẻ trung có nhu cầu, ví dụ như là đã có gia đình chẳng hạn, có con nhỏ thì rất là phù hợp để đưa đón con đi học. Nó rất là an toàn. Theo báo cáo khảo sát người tiêu dùng về phương tiện giao thông điện tại Việt Nam, thực hiện bởi chương trình phát triển Liên Hợp Quốc UNDP và Hội Doanh nghiệp hàng Việt Nam chất lượng cao, mức độ chấp nhận và sử dụng đa dạng các loại phương tiện giao thông điện ngày càng gia tăng, gắn liền với các nhận thức và trách nhiệm về việc giảm phát thải các chất gây ô nhiễm không khí, tiết kiệm chi phí vận hành. Kết quả khảo sát cũng cho thấy 78% người tiêu dùng chưa sử dụng phương tiện giao thông điện mong muốn được chuyển đổi sang sử dụng phương tiện điện trong tương lai. Mục tiêu của TNT là phục vụ cho người dân Việt Nam có thu nhập trung bình. Cái sản phẩm này thì cái chi phí hàng ngày mà để sử dụng nó thì nó còn thấp hơn cho cả đối với xe máy phổ thông ở Việt Nam. Thế nên do vậy là TNT rất tin rằng là cái sản phẩm này trong tương lai thì nó là còn một sản phẩm là sẽ dần dần để thay thế xe máy. Thế tôi rất hy vọng rằng là trong tương lai thì chính phủ Việt Nam cũng như các bộ ngành Việt Nam thì cũng sớm ban hành ra một cái chính sách mà làm sao mà hỗ trợ cho người dân thôi, cũng đảm bảo những cái khu vực để làm sao mà người dân Việt Nam có thu nhập trung bình
như là người sử dụng xe máy thì có cơ hội để mà thay xe máy. Bước đầu, chính phủ đã có những chính sách ưu đãi về thuế đối với ô tô điện, như giảm thuế tiêu thụ đặc biệt từ 15% xuống còn 3% đối với các dòng xe chạy điện dưới 9 chỗ. Ô tô điện chạy pin cũng được miễn thuế trước bạ trong 3 năm, bắt đầu từ ngày 1 tháng 3 năm 2023. Và trong 2 năm tiếp theo, mức thu này sẽ bằng 50% so với mức thu của các loại xe xăng, dầu có cùng số chỗ ngồi. Tại dự án luật thuế tiêu thụ đặc biệt sửa đổi, Bộ Tài chính cũng đang nghiên cứu điều chỉnh mức thuế suất, thuế tiêu thụ đặc biệt đối với một số mặt hàng thân thiện với môi trường. Hy vọng trong tương lai, các chính sách khuyến khích xe điện, hay cụ thể hơn là xe điện mini, sẽ thúc đẩy quá trình người dân chuyển đổi sang sử dụng phương tiện năng lượng xanh nhanh hơn và hiệu quả hơn.